Minh xin chào đón quý khán giả đến với chương trình kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3. BYN TV 57.3 được ra đời từ một ước mơ cách đây 10 năm của toàn ban biên tập. Sau 4 năm chúng tôi cộng tác với đài SBTN, thì SBTN Houston đã là một nhịp cầu để chuyển đến đồng hương hải ngoại, hình ảnh một Houston năng động, phát triển và yêu tự do. Tháng 11 năm 2009, đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3 ra đời, chỉ với mục đích duy nhất là tạo ra tiếng nói chung của cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương, gắn kết tạo nên sức mạnh của cộng đồng, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Nhân ngày kỷ niệm thành lập 6 năm đài truyền hình BYN, Trúc Hồ xin trước hết là gửi lời chúc mừng đài truyền hình đã hoạt động trên 6 năm, đã có một cái nỗ lực rất đáng kể để mà phục vụ cộng đồng Houston trong công tác truyền thông. Trước hết là chúng ta đã làm được chuyện đó trên 6 năm để mà bảo tồn văn hóa của cộng đồng cũng như là phục vụ tất cả những ý tưởng của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Xin chúc đài truyền hình BYN càng ngày càng phát triển mạnh hơn để đi sát cùng đồng hành với cộng đồng người Việt ở Houston. Tôi là Nguyễn Quang Duy từ Úc Châu, xin kính chào khán giả của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại phát hình từ Houston, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tôi biết đến đài qua trường hợp của hai em Joanna Om và Bùi Liễu đã dương cao lá cờ Việt Nam thân yêu của chúng ta bên cạnh lá cờ Hoa Kỳ. Nhân 6 năm thành lập đài từ Úc Châu, tôi có gửi lời chúc đài tiếp tục phát triển để phục vụ đồng hương, nhất là tuổi trẻ khắp nơi trên thế giới. Xin kính chào quý vị. Happy birthday BYN. Happy birthday BYN. Feliz cumpleaños BYN. Happy birthday BYN. Happy birthday BYN. Điểm nổi bật nhất của BYN TV là tập hợp được một đội ngũ những người trẻ cùng chung đam mê, hết lòng với cộng đồng và quê hương Việt Nam. Hôm nay, chúng ta ngồi đây cùng nhìn lại quãng thời gian 6 năm hình thành và phát triển của BYN TV, một đài truyền hình phát sóng 24/7, luôn sát cánh cùng cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston trong mọi sinh hoạt. Bay lên những ước mơ là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn cho BYN TV 6 tuổi. Đó là khát vọng của những người trẻ hết lòng dấn thân, phục vụ và vươn lên trong tinh thần học hỏi, sáng tạo và hết lòng với cộng đồng, với quê hương. Với muôn vàn những khó khăn và thử thách trong thời gian đầu, BYN đã tồn tại đến ngày hôm nay là nhờ vào tình thương yêu của các tổ chức, hội đoàn, quý thân chủ quảng cáo và các anh chị em trong ban đại diện cộng đồng qua nhiều nhiệm kỳ. Đặc biệt là sự quan tâm, theo dõi, đóng góp của quý khán giả đồng hương cho BYN TV. Có lẽ điều làm chúng tôi hạnh phúc nhất và tự hào nhất là chúng tôi có được một đội ngũ các anh chị em trong ban biên tập làm việc có tấm lòng, không ngừng học hỏi và luôn nâng cao chuyên môn. Có lẽ ấm áp nhất đối với đại gia đình BYN là sự đùm bọc, yêu thương của các anh em trong ban biên tập. Chúng tôi đã cùng nhau đi trên một con đường vượt qua tất cả những khó khăn, đứng dậy trước những vấp ngã để tồn tại cho đến ngày hôm nay. Kính chào quý khán giả BYN TV 57.3. Tôi, Hiếu Bậc Võ, dân biểu tiểu bang Texas, khu vực 149. BYN là một trong những đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Houston, mang đến những hình ảnh và tin tức cập nhật cùng với những phóng sự cộng đồng rất đa dạng. Đài BYN với những người trẻ đầy nhiệt huyết và hết lòng với cộng đồng, với quê hương đất nước. Bước sang tuổi thứ 6, Hiếu Bậc Võ xin kính chúc đài sẽ ngày càng thăng tiến và phát triển, và cũng mong quý đồng hương tiếp tục ủng hộ đài trong thời gian sắp tới. Một lần nữa, Hiếu Bậc Võ xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Kính thưa quý vị, cái cảm tưởng của chúng tôi và tất cả đồng hương cũng như các chiến hữu ở tại thành phố Houston, chúng tôi thấy đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN 57.3 là một đài rất xuất sắc và đã sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn, tôn giáo, tất cả đảng phái. Đài luôn luôn, tất cả những người trẻ từ giám đốc cho đến nhân viên đều đem hết tâm huyết và đem hết cái linh hồn của đài ra để làm những phóng sự cho cộng đồng,
và truyền bá những cái gì của cộng đồng, của tôn giáo, của hải ngoại, của quân đội rất là trung thực và đã nói lên tiếng nói của đồng hương tị nạn cộng sản nơi hải ngoại. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh và mong rằng quý vị ủng hộ, tiếp tục ủng hộ đài cho mở rộng, và chúng tôi cũng chúc ban giám đốc và tất cả những nhân viên ở đài Tuổi Trẻ thành công. Nhìn lại năm 2015, chúng ta có thể thấy BYN đã và đang làm mới mình, sáng tạo thêm những chương trình truyền hình thực tế của cộng đồng người Việt quốc gia và phục vụ cho cộng đồng người Việt quốc gia. Có thể kể đến những chuỗi chương trình Hương Tết Việt và Đêm Gala Chào Năm Mới. Hương Tết Việt 2015 của BYN TV là một chương trình rất đặc sắc. Tôi thấy được qua chương trình này, BYN đã đóng góp vào việc chung tay giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Đây cũng là điều đài đã cống hiến cho cộng đồng suốt 6 năm qua. Nhân dịp sinh nhật BYN 6 tuổi, tôi xin chúc toàn ban biên tập BYN sẽ có thêm nhiều thành công và sự yêu thương của quý khán giả. Thế nào không nhắc đến chương trình ca nhạc đặc biệt tưởng niệm 40 năm Quốc hận 30 tháng 4 với chủ đề Tuổi Trẻ Đáp Lời Sông Núi. Trong mùa Trung thu năm nay, BYN cùng cộng đồng người Việt quốc gia Houston tổ chức truyền hình trực tiếp Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trong khuôn khổ chợ đêm Houston với phần thi tài năng và trình diễn quốc phục của các em nhỏ rất đáng yêu. Như thường niên, BYN đều có tổ chức Tết Trung thu. Điểm đặc biệt là năm nay, BYN kết hợp cùng hội đồng đại diện cộng đồng tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi trong khuôn khổ chợ đêm Houston. Qua chương trình này, tôi thấy BYN đã kết hợp chặt chẽ với cộng đồng và tổ chức một đêm Trung thu đầy ý nghĩa và tính giáo dục văn hóa Việt Nam cho các em chúng ta. Nhân dịp BYN 6 tuổi, thay mặt hội đồng đại diện cộng đồng, Quốc Anh xin chúc đài bước sang tuổi mới tiếp tục dấn thân phùng vụ và thành công hơn. Miss Entertainment Queen 2015 với sự thành công vang dội khắp các cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới khi nữ hoàng Joanna Ong và á hoàng Liễu Bùi đã tự hào trình diễn kết hợp lá cờ Hoa Kỳ và lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của người Việt tị nạn cộng sản yêu tự do, và BYN TV cùng hai em đã được vinh danh trong đại hội toàn quốc cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Joanna Ong và Liễu Bùi cũng được trao danh hiệu Hoa hậu cờ vàng 2015 tại đại hội Bến Cũ Philadelphia, và đặc biệt là lời mời của trung tâm Asia trong cuốn DVD Asia 77 phát hành trong thời gian tới. Đồng minh xin thay mặt cho trung tâm Asia xin chúc mừng cho đài BYN đã 6 năm thành lập, và cũng xin cảm ơn anh Bình đã giúp chúng tôi gửi hai hoa hậu của BYN là Johanna Ong và Liễu Bùi đã đến tham dự chương trình Asia 77 dòng nhạc Anh Bằng và Lam Phương vừa qua. Một lần nữa xin chúc mừng BYN lên 6 tuổi. Bye. Vâng, khi mà nói đến đài BYN thì không phải riêng cá nhân tôi, mà đồng hương của chúng ta ở tại thành phố Houston này cũng đều công nhận là đây là một cái đài có một cái lập trường quốc gia rõ ràng và cái hướng đi để phục vụ cho đồng bào chúng ta ở tại Houston, cũng như là phục vụ cho cái công cuộc đấu tranh của đồng bào chúng ta cho một Việt Nam có tự do dân chủ. Và trong cái kỳ thi Hoa hậu của năm 2015 vừa qua đó, thì đài BYN
đã thể hiện một cái điều, đó là cái lá cờ vàng ba sắc đỏ, lá cờ của Tổ quốc Việt Nam đã được một người bạn trẻ là Hoa hậu của kỳ thi vừa qua đã thể hiện ngay ở thành phố Atlantic và đưa cái lá cờ này không phải chỉ ở tại thành phố Houston mà khắp nơi trên thế giới. Và trong cái tinh thần như vậy đó thì chúng tôi, những cái kỷ niệm của đài VIN 6 năm, chúng tôi xin kính chúc quý đài luôn luôn vững trên con đường đi để phục vụ cho cộng đồng người Việt ở tại Houston và phục vụ cho công cuộc đấu tranh của toàn dân để sớm đưa đất nước tới sự thành công, tự do, dân chủ và phú cường. Bước sang tuổi thứ 6, trong hoàn cảnh cạnh tranh với các sản phẩm tiếp cận, kinh tế gặp nhiều khó khăn, dù phải đương đầu với vô vàn khó khăn ở phía trước, nhưng tất cả chúng tôi sẽ tiếp tục vững bước trên con đường của mình trong tinh thần không ngừng học hỏi. Tuổi trẻ dấn thân, tập thể BWN cùng chung tay nâng cao chất lượng chương trình, tiếp tục gìn giữ và bảo tồn tiếng Việt, văn hóa Việt tại hải ngoại. Để đáp lại tình thương của khán giả, đồng hương, BYN luôn sát cánh và thông tin kịp thời nhanh chóng các sinh hoạt của cộng đồng, hoạt động của các tổ chức, hội đoàn. Mong quý vị tiếp tục thương mến và ủng hộ đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYN TV 57.3 để cùng tạo nên sức mạnh và chấp thêm cho BYN đôi cánh bay lên những ước mơ. Bạn hãy cùng tôi thắp lên ngọn đuốc Việt Nam, tình yêu tự do công lý, bình an hạnh phúc cho người. Bạn hãy cùng tôi bước theo ngọn đuốc Việt Nam, niềm tin ngày mai tươi sáng, hiến dâng cuộc sống cho đời.